Đi coi nhìn. Vậy to này không ạ? Phê. Đây chấm đen nhá. Chấm đen ở nước nợ nên là người nó hơi trắng. Ngon. Hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay bác đồ đang xông câu bác nhá. Nhiều anh em cứ hỏi máy gì em có đọc hộp một con máy này rồi. Đây có máy T-Bin mà các bác. T-Bin 6.000 nhá. Con này đi đánh là đẹp vào. Chúng nó nhẹ mới khỏe, con này mới kéo khỏe lắm. Cá 5-6 cân kéo thoải mái luôn. Cầm thao đây hôm nay đánh quả ngọn thao mới các bác. Này mà mới làm thêm được quả canh mới. Đó. Cánh này em dính keo con chó cảm giác là nó bền hơn là loại keo con voi. Keo con voi nó em giật sau nó cứ bị vỡ, nó vỡ ở cái cạnh này. Cái nhựa mà khi keo con voi dính vào đấy nó cứng, thế là giật nên nó bị toạc, cái em dính keo con chó cảm giác nó cứng và đẹp hơn hẳn. Ngọn phao to đánh sướng hơn mấy loại nhỏ nhỏ này. Bác nhìn này, đây là ngọn phao mua này, để nâu nó hỏng nó bẹp hẳn ra. Mấy ngọn phao mua kiểu đánh xong nó cứ bẹp lên hỏng hết. Phao tự làm thì ngọn nó đẹp hơn nhiều. Thế qua thế em cắt đẹp không? Cắt tròn luôn. Em dính này keo con chó này, phải dính keo con chó chắc lắm. Câu sướng. Đây. Ở kia đây cái này zoom nhá bác nhá. Để cái zoom phao thì các bạn mua trên Lazada đấy. Nhiều anh em hỏi là muốn làm thì mua đen nào, cái đen này có 170 mấy nghìn ấy. Em không nhớ rõ lắm, nâu rồi mà. Em mua trên Lazada có nhá. Này quay nét luôn. Siêu nét. Nó zoom được 12x. Đúng đồ nghe. Chuẩn bị táp máy vào quay cho các bác xem này. Đây là con máy quay hành động, cái này con này góc rộng này. Thì con này các bác nhá. Con này mà các bác nào ý định làm YouTube thế mua làm thì con này kiểu như là mình cắm là pin dự phòng vào ngoài nó quay khoảng 10 tiếng không hết pin cơ. 10 tiếng không hết dung lượng thẻ nhớ cơ. Thẻ nhớ 32GB quay khoảng 10 tiếng. Làm hai cục pin dự phòng. Này làm YouTube thì cũng phải đầu tư cái này nhá. Nhiều anh em thấy là cứ đang nên hỏi dùng máy gì mới quay như thế nào đấy. Đây là bộ đồ nghề của em. Dây dạ các kiểu chung này. Thì câu nó cũng cồng cảnh lắm nên là em chỉ câu một cần thôi. Đánh một cần thì nó gọn nhẹ hơn nhiều. Đánh nhiều cần mệt. À, hôm nay làm quả mùa đi đánh chấm đen rô phi các bác nhé. Mùa nhà hạt viên. Mùa này phải đập nhỏ ra để hòa vào mấy mồi mình mới được. Em đang đập nhỏ này. Đập nhỏ qua môi ủ cho nó dẻo ấy. Thả này nó cứng lắm. Ui chà chà. Các bạn ơi. Đập mãi lấy rồi nó không lát đây. Cứng thế nhỉ. Cứng lắm. Hôm nay mà kể cô mà nó có cái lỗ đấy các bạn, cô có cái lỗ thì cho mình cho vào móc vào lưỡi lục vì đẹp mà nó không có lỗ mới hạt nữa đấy. Đấy. Này đánh chấm đen nè hợp lý đấy. Tập dập em mới bó mới mồi ủ em nếu để không này thì không đánh được. Okay. Giờ hoa mới mồi ủ bác nhá. Chọn nào. Hóa mày ủ anh em ạ. Để hố đi. Quánh chấm đen. Rô phi. Hồi này nó nhạy với chấm đen. Ok. Cuộc sống này đi câu kẹo này khó khăn lắm anh em ơi.
Trời, cá thì ít mà te mấy kích điện này nhiều mà. Rồi toàn rô phi mẹ nọc tiếng. Anh em đã nghe cái bài nỗi buồn dân câu của LVK Vlog nha. Hình sang có đoạn cuối mà buồn cười. Có một cò bụng này. Cá thì ít. Hôm nay câu đấy nó hơi ồn các bạn. Máy ở máy tàu người đang chạy ở ngoài kia nó ổn quá, cùng ở sông. Cùng ở sông rồi máy nó chạy ổn. Anh em lại phải thông cảm nhá, chất lượng video nó ấy. Này cô sông này sống lợ anh em nhé, không phải nước ngọt đâu. Để câu nước lợ. Sâu lắm. Ngoài sông sâu lắm các bạn. Hào xuống này chìm mất hút luôn. Này ở dưới khoảng hơn 5 mét đấy. Hơn 5 mét nước. Rơi em xuống mà chỉ mất luôn. Hơn 5 mét nước nên em chỉ đánh ở gần bờ thôi. Còn được cá, đánh ra ngoài kia nó mười mấy mét chắc chắn không được cá. Mười mấy mét thì bình thường cá to lại cá chấm chép ít khi nó ăn mấy độ sâu lắm. Thì em nắm mới được còn, nên là bùn nó nhiều á. Câu sâu ấy, bùn nhiều nên là mồi mình nó chìm xuống mất thì cá chẳng biết đâu mà. Này máy móc nó chạy ổn quá, âm thanh nó không tốt, anh em thông cảm nhé. Vừa có con nó tăm tăm ấy mà giờ phát xịt tí thật. Tăm tăm ấy mà giật xịt. Mồi bây giờ nó tụ ở dưới nhiều rồi, cá dễ dễ được cá to vào. Ôi giời. Quả đạp thế không chết được. Thật đấy. Ôi, này chết không các bác này. Đấy, hàng này ngay vẫy mới đau nhỉ. Quả đẹp thế mà đóng vẫy này. Phí thế nhỉ. Vẫy lại tương đối to ấy. Chép vào ấy. Véo phan nó tụt xuống mà. Tưởng mà ấy oảng ngay. Đàn thật đấy. Đàn quá anh em ạ. Mãi em được con hàng. Sao nó có thể mất được nhỉ. Quá. Cầu cá to chửi hắn một cục mồi bự bự này cho nó bền. Có bột mì xuống nó tan lâu anh em ạ. Ngay cho nó bền, bền mồi. Bóp chặt vào. Bóp chặt vào ném cho nó bền mồi các bác ơi.
Ây gói, úi, anh em ơi. Ây dồi, con gì đây? Ngon. Ngon rồi các bác ơi. Ui hàng 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 anh em ơi, ống không lên nổi rồi. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, chấm chấm chấm. Úi dồi ôi, con này cẳng quá. Úi ngọn cần quá này, ngọn cần cong bút rồi. Hàng rồi, hàng rồi. Ui được hàng, được hàng, được hàng các bác ơi. Lên hàng rồi anh em ơi. Lên hàng rồi. Lên được hàng rồi các bác này. Các bác này lên được hàng rồi, hàng này. Hàng chấm đen nhé anh em nhé. Thế luôn. Ê, có một con trò rõ đã. Ui. Anh em nhìn cáo ngoài sông sướng chưa này. Cả chấm đen ngoài sông này các bác này, ui cắm chấm đen ngoài sông mà là người nó ra trắng chưa? Đấy đúng chấm đen, nó còn chấm trắng nhá. Nhưng mà thịt nó trắng các bác ạ, nhìn chúng ngon thế. Ui được con trò rọ nhá. Hôm nay ngày may mắn rồi. Ê, cầu ngoài sông sướng thế. Tươi luôn anh em này. Phê. Ui ôi thịt trắng chưa các bác này. Thì đúng chấm đen nhá, không phải là chấm trắng đâu. Mùa này câu hay đấy. Phê quá, cầu ngoài sông phê quá các bác ạ. Ôi, cho em nó vào rọ đã, tính sau. Cầu cá ngoài sông thích thật các bạn. Người thịt trông nó ngon, nó trắng. Cá ngoài sông nhìn thịt nó trắng thích thế. Ê, cầu bó mồi không phải là không được cá to anh em nhé. Bó mồi vẫn được cá to như thường luôn. Phê thật đi. Phê quá. Phê quá anh em ơi. Ui gió to quá. Đấy. Chùa đúng chứ đẹp luôn. Hơi cao phao tí. Anh em nhé, đây là mồi này. Mình câu mình thả. Đáp cho lít thính đây. Đấy, cái đáp thính kìa thì cá vào mà. Cầu Indian ấy là cá nó vào. Đấy. Không ngờ đây còn cá to thế. Ủa thì phê rồi, này cầu phê rồi. Thế là này có quà này có. Ha ha. Đó. Cảm thấy nó bầm bầm hơi bầm nhẹ nhẹ cái thằng cá rô phi nhỏ cơ. Hóa ra cá xịn luôn ấy. Tươi. Này là đánh đầu cần các bạn. Đánh đầu cần, đánh rìa bờ thì hay được cá. Nhưng mà đánh xa bờ, đánh sâu bùn nó kinh lắm, khó được cá lắm.
Ây gọi, đóng vào anh em ơi. Úi giời ơi, con gì đấy? Úi, mất hình. Úi, mất hình anh em ơi. Úi giời, các bác thấy cái máy rít này. Ai nhỉ? Hàng rồi. Úi. Úi. Hàng anh em ơi. Úi. Hàng rồi anh em ơi này. Úi giời. Úi, con này to các bác này. Ui, con này to quá. Ai à. Ui ôi, phế loài. Gì đấy. Quá, không nổi hình, không lên được hình. À, lại chóng đen. Ui. Chóng đen anh em ơi. Phóng ngay vào đuôi. Đấy các bạn nhìn này. Đấy chưa. Không thể dẫy đâu được. Lên con này không dẫy được. Cái quần nó mệt đã. Phê. Ấy, có cần máy sải. Đặt thêm một chú nữa các bạn nhé. Phê loài các bác ơi. Úi, không thể sống được con này phê loài luôn. Anh em tắt cái máy này. Đây, anh em mình đã thấy phấn khích chưa? Ôi phê chưa, các bác nhìn thấy cá trắng ngon chưa? Các nhìn này, này phê chưa? Cố gắng ra nó khá bọt, cầu ngoài sông đó cá sướng khá bọt thật đấy. Đây kiểu như là sông nước nợ ấy, không phải nước ngọt, nhưng cá trông nó trắng thịt nó ngon. Anh em mình cá tươi hẳn trông phê lay cơ mà. Ý ơi. Đẹp như Ngọc Trinh. Rồi, chuẩn bị thu đồ nghề về rồi các bác ơi. Này cô vậy cũng chán ăn rồi. Cần tiếp tống vào rồi. Để cơm cháo rồi. Muộn rồi. Vợ con đợi chờ. Nói chung là nay đi cũng có quà các bác ạ. Để được mà. Được hai em nhé. Này giờ để nâu thì nó ngửa nhé, đen lại anh em này. Đấy.
để lâu trong người đấy, đen lại vừa lấy thì kiểu như nhìn người nó trắng đấy. Con này khoảng 3,5 cân đấy, trời ngạt tươi luôn đấy, phê nhỉ, có nhìn phê nhỉ, có nhìn to này cơ mà, phê. Đây chấm đen nhá, chấm đen ở nước nợ nên là người nó hơi trắng, ngon.